Hello, em xin chào các bác nhá. Dạ vâng, ngày hôm nay thì cửa hàng bên em sẽ lên sóng cho các bác, xả cho các bác một lô xe. Thì em cũng trân trọng mời tất cả các bác tối hôm nay đúng 21 giờ các bác vào kênh em để các bác theo dõi buổi livestream trực tuyến. Các bác lựa chọn những sản phẩm về xe đạp, xe gấp trẻ em và xe thể thao trẻ em để cho các cháu đi học. Và rất là nhiều cái dòng xe thì tối ngày hôm nay em sẽ xả luôn cả xe mini và dòng xe đạp thể thao, tùy thuộc vào những lứa tuổi các bác đang muốn tìm hiểu và săn những loại xe giá rẻ. Thì mời các bác vào trong kênh Hoàng Hưng Nhật Bãi tối hôm nay lúc 21 giờ để các bác săn xe các bác nhé. Đây là những dòng xe và tối nay sẽ được lên sóng và sẽ được xả một giá rất là tốt luôn, giá rất là đẹp cho các bác. Và anh em nào mà quan tâm đến sản phẩm hàng Nhật Bãi thì các bác vào xem để lựa chọn những sản phẩm xe đạt chất lượng cho anh em và các bác. Đây là rất là nhiều mẫu xe như xe trẻ em, xe các cháu đi học. Đấy, xe khung của nó là khung nhôm. Đấy, và có cả xe khung thép. Và đặc biệt hơn nữa những xe rất là đẹp và dòng xe rất là có tên tuổi trên thị trường. Đấy, và đây những chiếc xe gian cũng lên sóng. Đây xe check em cũng lên luôn. Đấy, và các bác ủng hộ trên kênh cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh để em có những video em lên sóng. Các bác sẽ là người đầu tiên để xem vào sản phẩm của bên em. Và mời các bác đúng 21 giờ tối nay các bác nha. 21 giờ tối nay các bác vào kênh em để theo dõi xem buổi xả hàng rất là lớn, kho hàng Hoàng Hưng Nhật Bãi toàn quốc các bác nha. Số lượng rất là nhiều cho các bác luôn. Và xe thì em sẽ lên từng mã một và lên nhanh trong tối hôm nay luôn. Nên các bác nào mà quan tâm được sản phẩm gì thì các bác gọi trực tiếp vào số điện thoại của bên em 0909 999083 để các bác đặt hàng các bác nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong tối ngày hôm nay ạ. Xin chào các bác.